Xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc ở khu vực Vịnh Bắc Bộ hoạt động ở mức cấp 5. Còn dọc theo các vùng biển khu vực Trung Bộ, Nam Bộ thì cường độ gió Đông Bắc mạnh hơn một chút, ổn định ở mức cấp 5, có lúc là cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển ngoài khơi khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc tiếp tục duy trì cường độ ở mức là cấp 6, giật cấp 7. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, cường độ gió Đông Bắc ở mức là cấp 5. Thời tiết ở hầu khắp các vùng biển đều ít mưa, riêng phía Nam của huyện đảo Trường Sa vẫn có khả năng có mưa dông. Bà con cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo từ chiều và đêm mai, ngày 1 tháng 12, một đợt không khí lạnh mới sẽ lại tăng cường xuống nước ta. Sau đó, không khí lạnh liên tiếp được tăng cường và dồn sâu xuống phía Nam. Do vậy, trong những ngày tới, gió ở hầu khắp các vùng biển đều ở mức cấp 6, gây biển động. Trong đó, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa là nơi có gió mạnh hơn cả, ở mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, từ nay đến chiều ngày mai trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ, thời tiết tạm thời ổn định khi gió Đông Bắc có cường độ phổ biến ở mức từ cấp 4 cho tới cấp 5 nên không gây biển động. Tuy nhiên, từ chiều tối ngày 1 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và còn liên tiếp được bổ sung thêm nên gió Đông Bắc ở khu vực này mạnh trở lại, lên mức cấp 6, thậm chí là cấp 7, giật cấp 8 sẽ gây sóng cao, biển động, khó khăn cho các hoạt động hàng hải trên khu vực này. Vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận cũng như tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc là cấp 6 gây biển động. Ngoài ra, những cơn mưa dông ở ven bờ khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống, chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa và tiềm ẩn nguy cơ có lốc xoáy, gió giật gây mất an toàn cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Từ ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 12, khi không khí lạnh tăng cường thêm, gió trên khu vực mạnh lên khoảng từ 1 đến 2 cấp, sóng cao, biển động, nên chủ các tàu thuyền cần hết sức thận trọng khi hoạt động ở khu vực này. Vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau là nơi có cường độ gió Đông Bắc mạnh hơn cả so với các vùng biển ven bờ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió Đông Bắc ở khu vực này mạnh cấp 6, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét. Sau đó, gió còn có xu hướng gia tăng về cường độ lên mức cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao trên 3 mét, nên đây cũng là vùng biển không an toàn cho các hoạt động hàng hải trong khoảng 5 ngày tới. Chuyển sang vùng biển phía Tây, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến Phú Quốc. Trong đêm nay, ngày mai và một vài ngày tới cũng có gió hướng Đông Bắc, nhưng cường độ khá yếu, chỉ ở mức từ cấp 3 đến cấp 4. Biển chỉ gợn sóng nhẹ, thời tiết nắng ráo vào ban ngày và mưa dông xuất hiện chỉ ở một vài nơi vào cuối ngày, nên nhìn chung là thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!